Đầu xuân Quý Mão 2023, cán bộ nhân viên HD Băng đều nhận được những lời chúc tốt lành và lì xì may mắn như lời chúc cho một năm mới ấm no, thịnh vượng. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn nút lì xì online năm mới cho 15.000 nhân viên đang háo hức chờ món quà tinh thần may mắn, đầy cảm hứng từ nữ tỷ phú HD Bank. Nhân viên truyền tai nhau rằng, nữ tỷ phú rất có duyên mang tới những điều tốt lành, may mắn, nên háo hức chờ lì xì từ chính chị. May mắn hơn, nếu chị xông đất thì càng phát tài, hạnh phúc.